được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin Burst được phát sóng trên kênh Burst TV. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên trang sắc đẹp Global Beauties vừa đưa ra bảng xếp hạng Grand Slam tổng kết năm. Kết quả này được tính theo thành tích của các quốc gia ở 5 cuộc thi lớn là Hoa hậu Hoàng vũ Miss Universe, Hoa hậu Thế giới Miss World, Hoa hậu Quốc tế Miss International, Hoa hậu Siêu quốc gia Miss Supreme National và Hoa hậu trên đất Mid Earth. Và điều bất ngờ là Việt Nam chúng ta xếp chung cuộc hạng 8 toàn thế giới. Đó là nhờ thành công của 5 người đẹp: Hồ Hennie, Nguyễn Phương Khánh, Nguyễn Minh Tú, Trần Tiểu Vi và Bùi Phương Nga. Chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình làm nên 5 đại thắng của 5 cô gái tuyệt vời này, quý vị nha. Sáng 17 tháng 12, cô gái dân tộc Ede Hồ Hennie đã làm nên điều kỳ diệu cho nhan sắc Việt khi lọt vào top 5 Hoa hậu Hoàng vũ Miss Universe 2018 tại Bangkok, Thái Lan. Đây là lần đầu tiên người đẹp Việt Nam đạt được thành tích ấn tượng như vậy tại đấu trường sắc đẹp hot nhất thế giới. Trước Hồ Hennie, Việt Nam từng cử các đại diện nổi bật dự thi Miss Universe như Võ Hoàng Yến, Vũ Hoàng My, Diễm Hương, Trương Thị Mây, Lệ Hằng, Nguyễn Thị Loan, song tất cả đều trắng tay không đạt được thành tích gì. Tối ngày 8 tháng 12, Trần Tiểu Vi lọt vào top 5 Hoa hậu Nhân Ái và top 30 thí sinh xuất sắc nhất tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Miss World 2018 diễn ra ở Hải Nam, Trung Quốc. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vi không có nhiều thời gian chuẩn bị cho cuộc thi Miss World. Tuy nhiên, cô gái 18 tuổi này đã tạo nên bất ngờ khi lần lượt lọt vào top 30 ở phần thi tài năng, top 32 phần thi siêu mẫu trước đêm chung kết Miss World 2018. Tối ngày 7 tháng 12, siêu mẫu Minh Tú lọt vào top 10 Hoa hậu siêu quốc gia Miss Supranational 2018 ở Ba Lan và đoạt giải Hoa hậu siêu quốc gia châu Á 2018. Mặc dù khiến các fan tiếc nuối khi không thể đạt danh hiệu cao nhất, song Minh Tú cũng được an ủi phần nào vì cô còn được nhận hai giải phụ, trình diễn trang phục dạ hội xuất sắc nhất, trang phục dân tộc xuất sắc nhất. Sau đêm chung kết, Minh Tú còn được chuyên trang sắc đẹp uy tín Miss Sociology trao giải Miss Sociology's Choice for Miss Supranational 2018 dành cho thí sinh được yêu thích nhất. Tối ngày 3 tháng 11, trong đêm chung kết Hoa hậu Trái đất Miss Earth 2018 diễn ra ở Philippines, đại diện Việt Nam Nguyễn Phương Khánh đã vượt qua 86 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ xuất sắc đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có một người đẹp giành chiến thắng cao nhất tại một trong số cuộc thi Hoa hậu lớn nhất thế giới. Tối ngày 25 tháng 10, trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình quốc tế Miss Grand International 2018 diễn ra ở Myanmar, Bùi Phương Nga thắng giải thí sinh được bình chọn nhiều nhất và lọt vào top 10. Sau khi đăng quang Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, dù chỉ có khoảng 20 ngày chuẩn bị để đến với đấu trường Miss Grand International 2018, song Phương Nga vẫn tràn đầy năng lượng, sự tự tin. Cô cho thấy sự hoạt ngôn, tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh và hòa đồng với thí sinh các nước. Hình ảnh phiên bản thương mại của mẫu xe Toyota Supra vừa rò rỉ trên trang Supra MKV, một diễn đàn của các tín đồ đam mê dòng xe này. Thiết kế của mẫu xe thể thao này gần như giữ lại hết những nét đặc trưng táo bạo của bản concept FT1 được ra mắt vào năm 2014. Theo một số nguồn tin nước ngoài, rất có thể Toyota Supra phiên bản mới sẽ được chính thức ra mắt tại triển lãm Detroit Auto Show 2019. Thương hiệu Supra huyền thoại của những năm 2000 sẽ được sử dụng trên mẫu xe thể thao, được hợp tác giữa BMW và Toyota. Hình ảnh rò rỉ cho thấy rõ những đường nét của xe. Ngôn ngữ thiết kế trên chiếc xe lấy cảm hứng từ mẫu xe concept Toyota FT1 được công bố gần 5 năm trước. Tuy nhiên, phần mũi nhọn trên FT1 được thay thế bởi thiết kế mềm mại hơn, cũng như hệ thống đèn pha LED được thiết kế lớn hơn. Nắp capo trong suốt để lộ phần động cơ bên trong của phiên bản concept cũng được lược bỏ. Hốc gió của xe vẫn giữ nguyên kích thước vốn có trên phiên bản concept và đặc biệt có thêm một hốc gió lớn ngay giữa cản trước, giúp chiếc xe có vẻ ngoài mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, thiết kế này sẽ làm đau đầu cho chủ nhân của chiếc xe khi phải lắp đặt thêm biển số ở đầu xe. Một số chi tiết đặc biệt từng bị rò rỉ trước đó vài tháng cũng có mặt trên phiên bản thương mại, như phần trần khoang lái dập nổi khí động học, cột A màu đen cùng cặp gương chiếu hậu thiết kế mới. Toyota Supra 2020 có thể sử dụng động cơ 6 xi lanh thẳng hàng dung tích 3.0 lít của BMW
sản sinh công suất 345 mã lực cùng mô men xoắn 475 nanomet. Sức mạnh của động cơ sẽ được truyền tới cầu sau thông qua hộp số tự động 8 cấp ZF. Toyota Supra cũng được trang bị bộ vi sai chống trượt BMW M Active của BMW, cũng như thiết kế thân xe bằng hợp kim giữa thép và nhôm. Chiếc xe sẽ có tổng khối lượng khoảng 1.500 kg phân bổ theo tỷ lệ 50-50 giữa cầu trước và cầu sau, tương tự trên những mẫu xe BMW. Sáng 18 tháng 12, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo chính thức đưa ra quyết định về danh sách đội tuyển quốc gia Việt Nam tập trung chuẩn bị tham dự vòng chung kết ASEAN Cup 2019. Theo đó, 27 cái tên đã được lựa chọn cho chiến dịch tranh tài tại đấu trường châu lục. Trong bản danh sách được triệu tập lần này, không bất ngờ khi lực lượng chủ lực vẫn là những gương mặt vừa cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam giành ngôi vô địch tại AFF Suzuki Cup 2018. Chỉ có 3 sự vắng mặt là tiền đạo Anh Đức, Văn Quyết và trung vệ Đình Trọng. Trong năm 2019 sắp tới, bóng đá Việt Nam sẽ có hai mục tiêu lớn dành cho thế hệ cầu thủ U23 là vòng loại U23 châu Á 2020 và SEA Games 30. Vì vậy, ngay từ thời điểm này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải có sự tính toán để bổ sung những nhân tố mới thay thế cho vị trí của các lão tướng như Anh Đức, Văn Quyết, qua đó bảo đảm sức mạnh cạnh tranh cho hai mục tiêu nói trên. Đó cũng là lý do Anh Đức và Văn Quyết không có tên trong lần tập trung sắp tới. Thay vào đó, huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội cho 7 cầu thủ trẻ, gồm Trần Minh Vương, Phan Thanh Hậu, Đinh Thanh Bình, Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Thành Trung, Ngân Văn Đại Hà Nội, Nguyễn Hoàng Đức Viettel và Ngô Tùng Quốc sổ số kiến thiết Cần Thơ. Về trường hợp của Trần Đình Trọng, trung vệ này được phát hiện có một mảnh xương rất nhỏ rạn ra và không có khả năng liền lại nơi mu bàn chân. Mặc dù không thật sự nghiêm trọng và cầu thủ này vẫn có thể tập luyện thi đấu, nhưng nếu không xử lý phẫu thuật gấp mảnh xương đó ra, Đình Trọng sẽ luôn phải sống chung với những tác động khó chịu do mảnh xương này gây ra, ảnh hưởng đến tâm lý và phong độ thi đấu. Đình Trọng đang là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc của bóng đá Việt Nam. Do vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF nhất trí sẽ không triệu tập Đình Trọng cho chiến dịch ASEAN Cup 2019, đồng thời gấp rút làm thủ tục để đưa trung vệ này sang Hàn Quốc phẫu thuật và điều trị hồi phục trong thời gian sớm nhất. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 20 tháng 12 tới. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có quỹ thời gian 4 ngày để chuẩn bị cho trận thử lửa với đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 25 tháng 12. Ngày 27 tháng 12, đội tuyển sẽ di chuyển sang Qatar tập huấn và sẽ thêm một trận giao hữu thử nghiệm đội hình tại đây với đội tuyển Philippines, từng là đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại bán kết AFF Suzuki Cup 2018 vừa qua. Ngày 4 tháng 1 năm 2019, đội tuyển sẽ di chuyển sang Abu Dhabi, UAE để chuẩn bị cho trận ra quân tại vòng chung kết ASEAN Cup 2019 gặp đội tuyển Iraq diễn ra vào ngày 8 tháng 1 2019. Hai đối thủ tiếp theo trong hành trình tại vòng bảng vòng chung kết ASEAN Cup 2019 của đội tuyển Việt Nam lần lượt là Iran ngày 12 tháng 1 năm 2019 và Yemen ngày 16 tháng 1 năm 2019. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, việc ăn nhẹ trước khi đi ngủ có thể giúp bạn ngủ ngon, miễn là bạn biết lựa chọn những loại thực phẩm tốt cho giấc ngủ. Sau đây là những loại thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là tốt nhất cho một bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ. Đầu tiên là chuối. Chuối là một bữa ăn nhẹ tuyệt vời trước khi đi ngủ vì nó chứa nhiều magie và kali, hoạt động tốt với nhau để thư giãn cơ bắp. Chúng cũng chứa rất nhiều vitamin B6 giúp sản xuất serotonin, hormone cảm giác yên bình, và melatonin, hormone gây ngủ. Một số nghiên cứu cho thấy rằng ăn 2 trái kiwi 1 giờ trước khi đi ngủ trong suốt 1 tháng sẽ giúp bạn ngủ thiếp đi nhanh hơn và ngủ ngon hơn. Vitamin E và C điều chỉnh các kết nối thần kinh trong não chịu trách nhiệm cho chu kỳ ngủ khỏe mạnh và sản xuất serotonin. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý những người mắc bệnh tiểu đường tránh ăn kiwi với đường, tốt nhất nên ăn với muối. Quả sung rất giàu magie, một khoáng chất có tác dụng cải thiện chất lượng và thời gian ngủ. Quả sung cũng rất giàu chất xơ giúp bạn tránh được những cơn thèm ăn ban đêm và điều hòa sự trao đổi chất. Hạnh nhân là một món ăn tuyệt vời để bạn trải qua 6 đến 8 giờ ngủ ngon giấc vì nó mang lại cảm giác no. Hạnh nhân còn giúp ngăn chặn cơ thể hấp thu chất béo, qua đó giúp ngăn ngừa tăng cân. Ngoài ra, hạnh nhân cũng giàu tryptophan giúp ổn định hệ thần kinh và khoáng chất magie giúp thư giãn cơ bắp, cải thiện chất lượng giấc ngủ. Yến mạch giàu vitamin và khoáng chất và mất một thời gian để tiêu hóa. Vì vậy, nó là một lựa chọn tốt để ăn trước khi đi ngủ. Yến mạch có chứa melatonin giúp cơ thể nghỉ ngơi. Tuy nhiên, hàm lượng chất xơ hòa tan cao của nó có thể sẽ ảnh hưởng xấu cho việc ngủ. Khi nó được ăn trước khi đi ngủ nhưng không có đủ thời gian để tiêu hóa, có thể gây khó tiêu, gây ra chứng ở nóng và ở hơi làm khó ngủ.
Dùng một thìa mật ong là sự lựa chọn tuyệt vời trước khi đi ngủ vì nó làm tăng hàm lượng insulin. Hormone insulin có thể kích thích sự giải phóng tryptophan trong não. Tryptophan sau đó được chuyển thành serotonin, hormone thư giãn và tâm trạng tốt nên thúc đẩy giấc ngủ ngon. Nếu đói bụng gần giờ ngủ thì các thực phẩm giàu protein là lựa chọn lý tưởng. Theo chuyên gia tiêu hóa người Mỹ Joseph Murray tiết lộ, trứng là một nguồn protein tốt và cũng là thực phẩm mà dạ dày của bạn sẽ có thể xử lý khá nhanh chóng. Lời khuyên là một quả trứng chiên có thể được tiêu hóa nhanh hơn so với trứng luộc nên sẽ thích hợp ăn vào gần giờ ngủ hơn. Trong sữa có chứa một loại tryptophan có thể phát huy công hiệu trấn tĩnh giống như axit amin. Còn canxi giúp cho não tận dụng tối đa loại tryptophan này, đưa bạn vào giấc ngủ sâu. Một ly sữa ấm sẽ tạo một giấc ngủ ngon. Sữa là nguồn tryptophan, một loại axit amin thiết yếu và là chất dẫn truyền thần kinh chuyển hóa thành melatonin. Cả hai đều có tác dụng cải thiện giấc ngủ. Nếu bạn thường bị ở nóng vào ban đêm, hãy có một bữa ăn nhẹ gồm các loại thực phẩm giàu chất đạm đồng thời ít chất béo như phô mai trước khi đi ngủ. Chúng có thể giúp bạn chống lại tình trạng axit trào ngược. Ngoài ra, phô mai cũng chứa thêm canxi giúp điều hòa sự sản sinh melatonin trong cơ thể. Ăn một hộp sữa chua Hy Lạp không béo chứa khoảng từ 100 đến 150 calo thì bạn không phải lo ngại chuyện tăng cân khi ăn trước lúc đi ngủ vì bạn đã bổ sung một lượng tryptophan có lợi cho sức khỏe vào cơ thể. Hơn nữa, sữa chua còn có tác dụng làm dịu dạ dày nên bạn sẽ không phải lo lắng về tình trạng tỉnh giấc giữa đêm do ở nóng và khó tiêu. Hy vọng những thực phẩm mà chúng tôi vừa gợi ý sẽ giúp quý vị và các bạn có giấc ngủ ngon hơn. Và đây cũng là thông tin cuối cùng mà chúng tôi gửi đến quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.